Hôm nay mình luộc trứng lộn, mình chia sẻ với các bạn cách luộc trứng lộn với thời gian đi qua luộc trứng lộn. Thì luộc trứng lộn thì đầu tiên thì mình cũng cho trứng vào nước và rửa sạch những quả trứng và rửa sạch những cái bùn ở phía ngoài quả trứng để khi mình luộc quả trứng cho nó sạch mà nó dễ ngó đẹp mắt hơn. Đây mình rửa sạch rồi và sau khi rửa sạch trứng thì tiếp tục ta cho vào nồi như thường lệ, thì các bạn biết luộc trứng thì bỏ vào nồi bình thường vậy thôi. Và sau khi đó thì mình đổ nước vào, mình đổ nước đầy, và thường luộc trứng thì luộc nước lần chứ đừng bạn không nên luộc nước ấm nước nóng, nếu luộc nước ấm nước nóng là nó bị hỏng đâu. Và sau khi bật ga lên thì thời gian thì khi nước sôi thì bạn mới cắn thời gian. Và khi nước sôi và cho đến khi chín là 10 phút nhé. Ví dụ 1 giờ 20 thì đến 1 giờ 30 thì bạn việc trứng. Như vậy là đủ đồ trứng chín và ngon. Và như vậy thì video chia sẻ luộc trứng của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.